Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39, 39B Bến Vân Đồn, phường 12 quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 bị can cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quy định tài khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Các bị can gồm Lê Quang Thung, nguyên tổng giám đốc, nguyên quyền chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam huỳnh trung trực nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn phạm văn thành nguyên trưởng ban kế hoạch đầu tư tập đoàn nguyễn thị gái nguyên tổng giám đốc công ty cao su đồng nai nguyễn công tài nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty cao su bà rịa nguyễn trọng cảnh nguyên phó tổng giám đốc công ty cao su bà rịa lê y linh nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại tổng hợp việt tín đặng phước dừa nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư thương mại việt tín nguyễn thành châu nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty cao su đồng nai sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức thi hành theo quy định pháp luật. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.